tình yêu, mãi cho em ước mơ, mãi cho em lời ru, mãi cho em mùa xuân, mãi cho em bình minh, mãi cho em đắm say, mãi cho em tình yêu, mãi cho em mùa xuân, mãi cho em mùa xuân, mãi cho em mùa xuân, mãi cho em mùa xuân. Xin chào mọi người, chúc mừng năm mới, mọi người ơi, cũng biết là ngày hôm nay là một số rất là đặc biệt. Mà sẽ thân cái thỉnh như vậy ở đây, thỉnh ghê rồi, thôi thỉnh ghê quá vậy chị. Xem và để kiểu như là hôm nay thì sẽ thân sẽ làm một cái kiểu make up cho Nhi, để cho Nhi đi gọi là Nhi đi chúc Tết đúng không Nhi? Dạ không ạ. Ủa chứ sao? Make up kem lên chùa kiếm chồng. Trời, anh Nhi sai, có bị sai á? Đâu? Em lên chùa em kiếm chồng là em dạ em chú tiểu thì tôi này làm chồng. Em lên kiếm quẻ kiếm chồng cho năm sau á chị. Em xin quẻ để kiếm chồng. Dạ đúng rồi. Nhưng mà bây giờ không cần chồng đâu, có người yêu rồi em mừng lắm rồi. Đây là khuôn mặt rất mật của Nhi, thiệt sự là mật 100%. Đây là chị Tâm thấy nhiều khán giả hơi sốc một xíu nhưng mà không sao. Khuôn mặt của Nhi là cũng rất xinh đẹp đó. Em thấy mặt mật gì hoài rồi cũng đẹp đúng không? Đây là da dưỡng của Nhi, hồi xưa chị có xài này là cung cấp dưỡng ẩm dạ. Nhiều của Lanet đúng không? Lanet ơi, cái hiệu này em rất là thích, là cái này là đánh lên cái mặt nó là bóng 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 đẹp, thích dưỡng cung cấp nước nhiều không? Ở nhà là em có hay dưỡng da vậy không Nhi? Mà da khô dữ nè. Lỗi Nhi. Nhưng mà em vẫn không có một thân vậy mới ghê chứ Nhi. Không phải. Sao? Tại vì thường thường mấy người có người yêu á, người ta không có bị khô. Hay vậy hả? Em chỉ nghĩ mấy khô. Nhi, cái chân mày này chân mày thiệt của em hả? Hay là em có phun nhẹ? Nè, là trà suy kỳ kỳ cho nó ra. Không ra quý vị ạ. À. Rồi, chân mày thật của bà Nhi rồi. Thì cái gì có vẻ xíu chị. Tưởng em sao? Nhi có biết chỗ nào phun gì cho mọi người? Tại vì chân mày của chị là không có phun á. Nhiều bạn cũng rất hỏi là mình nên phun cái điêu khắc cái chỗ nào cho đẹp á. Những bạn nào mà chưa có chân mày á thì thường là phải đi phun. Phun hay là điêu khắc không? Theo 3D. Theo 3D. Dạ. Cái này của em kiểu gì mà chị thấy tự nhiên thì nó không biết luôn á. Cái này hả? Cái này theo nhưng mà nó không có tới chị. Tại vì em rất bị nhờ đó chị. Nên xăm nó không có lên. Xin lỗi nha, hồi nãy chị nên chị nhìn nó không có nhưng mà thật là em trả nhiều tiền cho 3D lắm á chị. Cái chân mày của em bắt đầu chị tưởng là dẻ. Thì ra là chị nghĩ là biết bị xăm bị lỗi. Nhi xài là của Dior, cái này là cushion của Dior. Em xài này em rất là thích, nó rất là mỏng mà mịn nè. Và nó có cái độ bóng, nó rất là tự nhiên. Giống như là làm cho da mình căng nha. Căng lắm. Cái này số 012 là số tự nhiên hay là số sáng gì? Số này số hơi sáng một xíu. Nhi em xài hết luôn hả? Dạ, tại vì nó tốt quá mới xài hết chứ chị. Trời ơi, chị ghét những cái giọt kiểu như cushion cuối cùng đó mọi người. Đâu năm mới vậy là thôi, còn hết rồi Nhi ơi Nhi. Chị, đầu năm hãy lì xì cho em đi chị. À, được. Đó là một con combo á chị. Một combo và hai cái lõi trên trong chị. Được, để sau cái số này á, xong rồi bây giờ người ta đóng cửa hết rồi, chị không mua được. Sau cái số này lại phải 9-10 đó. Người ta mới mở rồi nữa nha. Em sẽ lì xì cho Gia Chuyên Nhi một combo. Đó, được rồi. Hôm nay thì mình Tết mà mình sẽ make up một cái tông nó tươi sáng. Chị make up sẵn rồi nè mọi người. Cái layout là chị Thanh nè. Mặt thêm hồng hồng, má hồng, môi hồng. Kiểu như đầu năm thì sẽ bắt cướp cái tông hồng cho em kiểu như sớm sớm. Năm sau, năm này chứ lộn. Em sẽ năm sau. Năm này em sẽ mau kiếm được người yêu. Chữ hồng mà tình duyên cũng hồng, cái gì cũng hồng hết. Cuộc sống một hồng. Em hy vọng chị Thanh mở hàng cho khuôn mặt của em đầu năm sẽ đắt khách nha chị Thanh. Đắt khách hả? Em làm gì mà đi ghi ghi đắt khách vậy? Đắt trai nha chị. Người ta gọi là đắt đà. Em có cái bớt ở đây đúng không? Cái câu này chị hỏi em nhiều lần nhưng mà chị muốn cho khán giả thấy là Gia Gia Chuyên Nhi có cái bớt ngộ lắm mọi người. Chứ nhân chung á, cổ có cái bớt màu đỏ mà cổ lúc nào make up cũng phải che rất nhiều. Mất được cái bớt đó. Mẹ em trẻ em ra mọi người nói cái bớt là bớt dầu á chị mà em chưa thấy. Bớt dầu đúng hả? Cuộc đời người ta còn dài nữa, mình biết đâu năm nay. Biết đâu năm nay em sẽ theo chàng nhà Vinh xôi chậu lớn tên lượng liên tục đúng không? Theo chàng nhà Vinh mà làm sao xôi chậu liên tục được trời. Mắc kẹt ở nhà đồ trong con trong chồng rồi làm sao mà có xôi chậu được hả chị Thanh? Gia Gia thường mắt Gia Gia không có quần thâm cho nên là Gia Gia không có đem theo chơi quyết điểm mà chị lấy cái đồ chơi quyết điểm của chị nha. Nè mọi người, cái cây này là cây nát. Chị che thử cho em nha. Vậy thôi bên đây chị che.
Tôi cũng bóp anh ạ. Rồi, ủa chị. Hình như là em thấy chị quẹt nhiều lắm mà. Sao chị nói từng quẹt ít thôi? Không phải, chị bị chị lỗ tai một xíu á, chị tán. Tán ra nhiều ơi, mình tự. Em tính không muốn nói. Nhưng mà em cảm giác có gì đó sai sai. Tại vì có cái mắt ở phía dưới của em nó nhiều thịt á, phải bỏ ra nhiều ấy vô. Như thật luôn. Đó, mặc dù sau này nếu mà bạn có lỡ lỗ tai như Thanh thì mình dùng cái chổi này nè mọi người, tán rất là đều. Đó, bây giờ mặt em không có cái gì trên mặt luôn. Đánh mặt em là đỡ hào hứng. Hay à, mà em nhỏ, con thon quá. Được không? Thế sao? Nói chung đâu có điểm nhiều đâu chị em. Wow. Dữ luôn mọi người. Nhờ chứ thực ra chị nhìn gần chị thấy nhiều sẹo lắm chứ. Đâu đâu sẹo đâu chị. Cái này là mũi cắn kìa. Ở đâu mà đầu năm đi đâu để mũi cắn dữ. Dạ em bị bụi. À đi qua nhà trai cái gì? Gần kiểu này là có trai mà giấu. Không đi đó. Trời ơi, ta đi du lịch đó chị. Em đi du lịch Phan Thiết. Cái chỗ resort. Gặp trai xong rồi ra ngoài biển nằm ngủ trên biển. Bị mũi cắn chứ không đâu hết trơn á. Đúng không? Khổ ghê, có trai bây giờ cũng đâu có ngồi than ế. Chi trời. Tôi nghe lắm, cô nàng của tôi là trai khai rất nhiều mà giấu chứ không đâu. Trời ơi, có đâu. Nếu mà có trai thì thả thính trên Facebook cho trai đập à. Đúng không nè? Ai biết em thả bưng qua dính dính. Ôi thì cái số này lên không biết là cái số này là số backup hay là số dìm hàng nữa. Chắc là số dìm hàng hay sao. Đó xong đó. Wow. Điểm chưa đánh vấn vào mặt Nhi đã thối vạch như vậy rồi, thấy không? Nhi xài phấn bột nail. Cái này nó mỏng á, nhiều người thích xài. Đổ chút ra vậy. Như đây thôi đúng không Nhi? À, chị muốn đánh sao chị đánh nè. À ok, chị sợ kiểu như là đánh quá lố, hơi phấn của em thôi không? Dạ đánh lên mặt em mà. Nhánh nhiều cũng được không? Dạ. Nói vậy thôi chứ thiệt là các bạn chỉ cần lấy một lượng ít thôi. Tại vì phấn Chanel nó rất là mịn và mỏng. Đúng rồi. Khi mà mỏng phủ lên thì nó rất là tự nhiên. Mà nó có độ cover nhất định. Banh chành. Banh chành là sao? Lý là đẹp, rất là đẹp banh chành. À. Bây giờ mình tới đánh khối. Đây là lần đầu tiên mà chị Sĩ Thanh make up cho Chu Nhi luôn. Thì Chu Nhi cũng rất là hồi hộp, không biết là mình sẽ như thế nào. Một là có chồng ăn hết, hai là không có gì hết. Không có chồng năm nay là chắc là mẹ cũng gỡ đầu á chị. Ủa vậy hả? Từ từ chị cũng chưa có mà em lo cái gì? Nhưng mà chị có người yêu rồi. Chị mà chị cũng chưa có chồng mà chị phải ế mà mệt mỏi quá nè. Cái kiểu touch on của Misa, cái loại này chị hay dùng cực kỳ luôn. Nó có 4 phương màu. Có một lần là lấy hết 4 phương màu. Đúng rồi, trộn nó vậy nó phục một sự kết hợp hoàn hảo á. À. Ôi mời Nhi ơi. Nè, anh hóc mặt. Nhi thuộc lại là khuôn mặt rất là thon gọn, kiểu khuôn mặt cái son á. Nhưng cái khúc xương ở đây thì mình che ngay chỗ này thì nó gọn. Cái người mà bầu quá đó thì mình đánh nhiều hơn, còn cái người mà ít mà người góc cạnh như em á thì mình đánh ít thôi. À. Đó. Rồi bây giờ phần sống mũi cũng dùng luôn cái bảng màu này luôn. Thường thì em makeup trong phim hay là ở ngoài thì em cũng không bao giờ đánh sống mũi hết. Trời, mũi em cao thẳng là hơn. Sao vậy? Em cảm giác cái mặt của em mà nếu mà đánh sống mũi mà đậm mà thấy rõ quá thì nó sẽ bị cứng. Không sao, chị sẽ tán nó ra. Nhưng mà mũi em nhìn tay mà đánh như vậy nó mới thấy được cái shape của nó chứ. Không biết nữa, hôm nay cứ giao phó cuộc đời em cho chị Thanh. Không ai cuộc đời của em thì em dám lấy. Khuôn mặt tự Nhi ơi. Sau đây sẽ là cây chị cả chân mày. Nhưng mà của Nhi dễ cực kỳ mọi người, đã sẵn sàng cái khuôn rồi đó. Thôi mình chỉ bị bò hơi thôi. Khuôn mày của em dễ lắm, khuôn mày của bạn nhiều gì khó lắm. Không có. Trời ơi, nói chung là quay xong rồi là hết sự lợi dụng, là coi như nói xấu mà Diệu Nhi. Số này mọi người hãy share mà Diệu Nhi, để Diệu Nhi được biết được là Diệu Nhi đã bị lợi dụng xong rồi. Giờ nó phiền em. Đó, xong cái mày này thì chị sẽ đánh ở dưới đây. Là muốn kiểu mà chị mới học được, thế là dễ từ khi lúc mà những cấp về Diệu Nhi á, chị dễ dưới đây. Không mà tán nó sẽ rất là dễ. Trời, mới học luôn, phải lên mặt mình Diệu Nhi luôn. Nói cho mọi người, khi mà mình vẽ xong chân mày á, mình một cái cách này mình đánh tán dưới đây nè, mỉa một đường xong tán đây thì cái chân mày của mình sẽ sắc nét hơn. Giống như cũng như là một phần khi mà mình lỡ dễ bị lố thì mình gom cái chân mày lại cái shape của nó. Đó, chân mày tán lên. Đó, để cái trước đây xong rồi tán một lần. Chị đang khen các bạn ấy đúng không? Chưa thấy gì hết. Mọi người ơi,
mọi người coi những video của chị Thanh rồi thì ai là người đã học được chị Thanh nhiều cái chiêu mà make up nhiều nhất, hãy comment dưới cái video này để Trương Nhi coi thử xíu những cái setup bẩm thành công là sao, ý là em muốn coi được số lượng những cái người mà theo dõi của chị đã thành công, đã bắt chước thành công hay là làm thực hành thành công hả? Bắt chước thành công vô số kẻ. Sau đây thì chị Thanh sẽ dùng cái mascara này của Nhật. Cái này có thể đánh chân mày được luôn mà đánh mascara của mình được luôn. Nhưng em thấy nó mấy cọng lông hả chị? Đó đúng rồi, nó có mấy cọng này nó làm cho cái cọng chân mày cái nó tơi rồi nó dựng đứng lên chân mày tướng như. Dựng đứng lên như chân mày tướng. Đó, thấy mọi người thấy dựng đứng lên nhìn nó tơi. Nhưng mà những người mà không có lông mày thì sao chị? Thôi, bỏ cái bước này đi. Chị mốt Chuyên Nhi bày cho mọi người vẽ lông mày 3D nha. Wow, nhưng mà vậy đó thấy không, chị Thanh không biết nhưng mà Trương Nhi biết. Dành cho những người không có lông mày, chị vẽ dành cho những bạn không có lông mày. Dạ sao Nhi chia sẻ luôn nè. Vậy chị đưa mặt em vô vẽ cho nha. May lỡ để chị cấp chị hên quá đó, mọi người thấy không, chân mày tất cả nó dựng lên nha, tay có giả mà em kinh khủng khiếp luôn á. Giờ đến phần con mắt, mình sẽ dùng cái này để mình đánh mắt mắt dưới cho Nhi trước. Cái này của Makeup Forever giữ màu hả chị? Giữ màu nè. Mà cái bản này chị thích cái kiểu cái này của chị đang đánh cho em nè. Rồi mở mắt ra, vừa ra mở cửa. Tiếp đó thì mình sẽ dùng bản màu này. Màu này That Happened. Đó. Wow, đẹp chưa? Rất là nhiều. Mới mua hả chị? Chị mua này bên Mỹ đó nha. Nhưng mà để makeup riêng cho khuôn mặt của em thôi, dễ sợ không? Đầu tiên xài phân sát rồi mà xài hết luôn hết. Mấy cái ô màu xài phân sát rồi kìa. Mà mấy khuôn mặt mình là người đầu tiên. Thấy có sự giả dối hay không? Có nên tin cái người này hay không? Không phải, chị phải makeup lên cái mặt chị trước nên chị mới thử cho em, hiểu không? Đầu tiên mình sẽ dùng cái màu hồng phấn này. Cái hồng này rất là đẹp. Chị dỗ nhẹ tay cái đánh đầy mắt ở hồng đẹp lên. Cái hồng của nó hơi dạ một xíu á, nhìn nó tươi, mùa xuân sặc sỡ, nhìn đã thấy mùa xuân liền luôn. Là có nhũ đúng không chị? Có nhũ. Mở mắt lên Nhi ơi, nhìn nha. Chị thường em nhớ là phải đổi cọ mà chị. Không, chị xài cọ với cái tay nghề của một nghệ nhân, nó không đáng là cái gì hết. Tại mắt em mới to, cái viền dưới nó cũng to cho nên không cần đổi cọ. Bây giờ chị mới đổi cọ nè, đó. Cái cọ này mình sẽ đánh cái màu nào ở dưới đây. Là cái đánh đỏ đuôi mắt thì dùng cái cọ nó hơi tròn tròn với đuôi hơi dẻ này da kiểu như là make up mà khoái mắt như nè, như là đá xoáy đó. Thùng đâm đá xoáy gì mà nói mệt ghê. Chị dùng từ quái quái nó ghê quá đó. Đó xong mà dòng lên phía trước, lòng dòng phía trước nghe ở trên cái viền mắt á, làm cho mắt mình nó sâu hơn. Rồi mở mắt ra nha. Wow, nhắm tiếp đi nhỉ. Chị kêu em mở mà chị chưa kêu em nhắm mở. Nhắm mắt lại. Đó. Cảm giác cái gì vậy? Như bà Nhi nói thì đá xoáy cái mắt của mình như vậy. Đúng mà, chứ đâu nhìn từ ngoáy. Ngoáy là ngoáy lỗ tai đó chị. Ngoáy lỗ tai. Đó, mình thấy mắt Nhi ở cái cuối được nhắm rồi. Mở mắt ra Nhi ơi. Vừng ơi, mở cửa. Đều. Đều hả? Trời ơi, hết hồn. Đều nha. Đều. Nhấn bên đây cho nó đều cả. Rồi, đều rồi. Xong. Tiếp đến thì đây, cái này là eyeliner của Tommy Moly. Này chị cũng mới mua luôn, lại vẽ cho em thôi. Rõ ràng, rất mới, chỉ dặm một vài dặm nhẹ thôi. Dạ, rất mới. Cái cục đen như vậy mà mới hả? Cái bàn tay như vậy nè. Sao mày vẽ rồi? Không để ai, nó nguy hiểm nè. Đúng rồi, mất nước. Phải cẩn thận. Kéo con mắt lên xếp đây, chị sẽ vẽ cái đuôi trước. Sơ xuất một cái là coi như là đi luôn, hỏng con mắt luôn nên không dám chọc chị Thanh nữa. Đó, lên này nha. Xong rồi kéo đuôi mắt xích lên. Kéo thêm một tí nữa. Rồi, mở mắt ra như vậy. Nhắm mắt lại đi nữa. Xong xin đây, lên đây. Vẽ một đường liner như vậy. Từ đầu đến cuối. Mắt anh chớp dữ như vậy. Em sợ chị. Rồi sau đó mình sẽ dễ nó nhỏ. Đó, cái này nè, cái khâu này không dám chọc ở đâu. Chọc ở đây. Nó đâm
Thanh nuôi mất luôn. Tuyệt vời. Nãy giờ thấy mỗi gì Thanh khen mà. Em sắp thành búp bê rồi gì vậy? Wow. Mọi người cứ đi đi cọ từ từ ở cái mắt này đã hết con mắt luôn rồi. Cái này của chị mới mua nhưng mà chị thích cái loại này tại nó dẻ, nó không quá đậm như là cái mắt nước, tại nó dẻ nó không có kiểu bị giống như ướt ướt á. Nhưng mà thường á em vẽ liner của những dòng khác thì em thấy nó sẽ bị trôi. Trôi. Thì cái này có bị trôi không chị? Không. Đây không bị trôi luôn. Cái này dính nước được luôn á. Mà cái đường nét nó tự nhiên giống như em kẻ chì á, nhưng mà nó không phải là chì, nó là treo. Wow đẹp. Wow, wow. Mắt bồ câu hai con đều đủ chứ không phải là con mày. Sao? Thì chị sẽ dùng cái này. Cuối cùng sẽ dùng cái bảng màu này. Nó hơi màu nâu đỏ. Để tán những nhắm mắt lại nhé. Để tán lên cái phần này ở phía đuôi. Tán cái phần đuôi này nó sắc nét hơn. Và cho cái đường eyeliner hồi nãy nó hòa chung với cái bột phấn này nè. Nó nhìn cái đường nét nó mềm mại và tự nhiên. Giống như là nãy em nhìn chị á, em nói chị không giống như chị kẻ eyeliner á. Là chị đánh cái này ở phía đuôi mắt. À để chị tán mờ nó đi hả? Ừ, tán mờ nó đi. Nhìn nó tự nhiên có nhấn ở màu nâu ở dưới mắt luôn. Rồi mở mắt ra. Nhớ. Rồi, Vương ơi mở cửa. Ôi còn thiếu dưới, quên. Đâu quên. Ok, đây. Bây giờ mọi người thấy đã đẹp chưa? Wow, sexy. Bây giờ xong con mắt thì chị sẽ gắn lông mi giả cho Nhi. Đây là lông mi giả. Ừ, cái loại này rất là tự nhiên. Đây là số 9, cái hộp màu trắng. Rồi. Mắt em bù câu quá cho nó khó lắm. Rồi, mình ơi mở cửa. Mọi người thấy con đậu con bay chưa? Chưa hả? Sau đó thì mình sẽ cắt một phần nữa để điểm cho cái đuôi để thêm phần sinh động. Con mắt bồ câu của Nhi trở thành con mắt phượng hoàng thì mình sẽ dùng nửa cái mi này để gắn ở đuôi của Nhi. Đó. Wow. Sau thế đây thì sẽ sử dụng cây bút chì eyeliner của Innisfree để viền cái đợt. Mà nhát không mà. Mà giật. Bây giờ tiếp theo là Sử Thanh sẽ dùng cái cây này là của hiệu của Misa. Đó, cái đường viền của nó rất sáng. Đó, mình sẽ kẻ một cái đường ở đây làm cho mắt của Nhi bừng sáng. Vẽ đường giống như tô màu không phải không chị? Hả? Thế là nói thế nhỉ? Thì thường mới có cái đường bóng là giống tô màu không. Có một cái đường ngang qua nè. Cái đường này sẽ làm cho mắt em bừng sáng. Và các anh sẽ nhìn giống mắt em mỗi khi mà em chớp. Đúng. Mở mắt lên Nhi ơi. Chúng ta sẽ đánh ở dưới đây cho nó sáng con mắt lên. Lính mắt nè, ở dưới khóe mắt thì dùng tay chà ra, mắt nó sẽ sáng hơn. Đó, sáng hai con mắt luôn. Vẫn còn một bước cuối cùng. Cậu chưa hết hả chị? Chưa. Đây ao chị liền dài dưới. Đó, cuối cùng thì chúng ta sẽ dùng cái màu này. Là cái màu hồng bắt sáng. Sẽ dùng ngón tay luôn nha, có ngón tay út như vậy. Rồi nhắm mắt lại Nhi, mình sẽ đậm ở đây. Chị không biết là chị đánh cái này xong thì em có dám đi chùa không? Giấu nghề. Lông mi Nhi cũng dài ha. Thường thì em kỹ lắm, em thường hay dưỡng mi buổi tối. Có hả? Với mỗi lần chuốt thì em chuốt rất là kỹ. Sau đó thì mình đánh mắt hồng sẽ dùng cái hộp này. Đây là mỡ hình mảnh kem cho nên sẽ dùng tay luôn. Cười nha Nhi ơi, mình sẽ làm cho má hồng của Nhi đầu năm cứng không? Hồng quá không vậy? Không hồng quá là. Thường thì em nhớ là đánh nền sáp này á thì phải đánh trước khi mà đánh nền. Đúng rồi, chị đánh ngược lại người ta. À, chị chơi sốc nổi quá ha. Sốc nổi. Tại sao biết không? Cái nền này á, cái loại này nó rất là mịn. Dạ. Tại vì em đánh xong đánh chứ không phải là chị sẽ thanh quên đồ nghề ở nhà. Không.
Thanh thực ra chỉ quên một số đồ nghề ở nhà. Và khi mà được biết là nãy giờ phải lục lọi đồ nghề của chị thì nghề mà chống chế bằng cách là lấy má hồng nền đánh lên trên mặt luôn. Chị ý định là đánh phấn phủ nè, xong mới cuối cùng mới là phủ cái lớp của HD. Đây mọi người, Thanh tại cái phấn nè, Make Up Forever là nó sẽ làm cái khuôn mặt của em bừng sáng. Chứ là cái này của EOF, cái nền này là cái nền bắt sáng bột. Đó, mình sẽ đánh lên chóp mũi. Đó, khuôn mặt gì là bắt sáng và tàn tật. Đánh lên dưới khúc chiếc máy. Nhi Nhi quay qua cho mọi người sẽ thấy được cái luồng sáng xuất hiện trên mặt của Nhi. Rồi quay qua kia Nhi. Mặt thái độ. Nhi quay xuống trước mặt đi. Ủa vậy là Diệu Nhi cũng thái độ với chị à? Em chưa coi clip à? Em coi rồi. Khuôn mặt của Nhi đã bừng sáng. Phía trên nữa, phía chất, đỉnh môi nữa. Dạ. Tiếp đêm. Ủa chưa rồi chị? Chưa. Môi. Môi. Mình cũng xài cái gì của Innisfree nhiều môi mà chị xài màu hồng. Môi của Nhi rất là gợi cảm, môi kiểu như kiểu môi trái tim luôn á. Đầu môi thì nhỏ, dưới môi thì hơi gợi sống. Môi gợi sống là vậy. Đó, nó không phải trái tim vậy nha. Rồi gợi sống là vậy. Chị dùng từ ngữ em biết mà. Từ ngữ của chị không có được. Không muốn đa dạng hơn. Đó, môi quá gợi cảm. Mới có viền thôi đó. Em bây giờ đánh lấn môi đâu? Lúc bây giờ đánh lấn môi luôn hả? Thì hôm nay chị sẽ đánh lấn môi cho em. Đừng xem gì à, đừng xem. Mình sẽ dùng cái này của 3CE Baby Lip Team. Màu này là màu Nhi and Dia. Màu hồng phấn rất là mạc. Môi em hơi khô nha ha. Khô như sa mạc luôn á. Trời ơi, tại vì có người yêu thôi vậy đó chị. À, có người yêu hôn nhiều rồi, môi nó màu mờ đó. Không, yên tâm, cái đánh lấn môi này nó sẽ mất đi mấy cái được khô môi của em, tại nó làm cho cái môi mình nó hơi nhung nhung á. Phải không? Thiệt. Đánh lấn môi đi. Trời ơi, đem ra đưa đưa, chị Dư lên hết rồi nha. Mình xịt đi. Không biết tay tay của chị như vậy đó. Rồi, cái tay tay, ok. Tại vì chị còn một cái nữa. Đây, cái cây cuối cùng, đây là của Glam Cream. Hả? Cái màu này nó đậm lắm mà. Cái màu đậm nhưng mà chị chỉ đánh nhẹ nhàng ra. Đó, đánh như vậy thôi, xong mình sẽ dùng tay. Chị đang làm cho cái mỏ của em nó màu ombre đó, em hiểu không? Ombre tức là đậm từ trong ra lợt, hiểu không? Đó, ở dưới môi nữa nè. Em thay gương nha, được chưa? Này, thay gương. Hình như em thích màu nãy hơn. Cái màu này, được đi, đi nghe. Rồi, em sẽ làm một kiểu xong hoàn thành, em sẽ nhìn máy cười tươi đi nè. Nghệ thuật là ánh trăng lừa dối. Cười đi, 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 đi. Xuân, mãi cho em tình yêu, mãi cho em ước mơ, mãi cho em lời ru, mãi cho em mùa xuân, mãi cho em bình minh, mãi cho em đắm say, mãi cho em tình yêu, mãi cho em mùa xuân, 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 mãi cho em, mãi cho em, mãi cho em. Chúc mừng năm mới mọi người ơi. Bây giờ chị Thanh xin chúc cho mọi người tất cả mọi người có một năm mới thật là an khang thịnh vượng. Còn cho Nhi thì chúc chị Thanh và tất cả mọi người có một năm mới tràn đầy hạnh phúc, tấn tài, tấn lộc.